Invisible. Doanh nghiệp sử dụng người lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm phải đăng ký tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động, bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp theo hợp đồng lao động, bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hiểm để nộp cho cơ quan bảo hiểm cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trên đây là những thông tin chúng tôi giải đáp cho câu hỏi doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi nào. Để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn, quý khách hàng có thể trực tiếp trao đổi cùng đội ngũ luật sư của Fanlaw Việt Nam theo thông tin liên hệ dưới đây.